Ayo, xin chào, Mr. Bieber đã quay trở lại và mang theo những thông tin nóng nhất của tuần đây. Hãy cùng xem bản tin này sẽ có những thông tin thú vị gì nào. Thương vụ Jay gây đau đầu trước thềm VBA giữa hai đội bóng xài thành đã đến hồi kết. Châu thủ đô giải cứu thành công Tùng Chica, ông 30 cạn duyên với việc Arnold. Các đội bóng công bố danh sách đội hình chính thức của mình, đại tiệc bóng rổ đã chính thức bắt đầu. Vào thời điểm cuối cùng trước ngày công bố danh sách cầu thủ chính thức, thương vụ Jay gây đau đầu giữa hai đội bóng xài thành đã kết thúc. Không quá khó đoán với các fan của trái bóng cam khi Nguyễn Huỳnh Hải đã trở về đoàn tụ với Hồ Chí Minh City Wings by Jetstar và Sài Gòn Heat sẽ có được sự phục vụ của Dư Minh An tại VBA năm nay. Xem ra anh hai đại bàng rất hứng khởi với thương vụ này, bằng chứng là ngay sau đó fanpage của đội đã tràn ngập hình ảnh của Huỳnh Hải tham gia tập luyện cùng đội bóng. Nhưng không phải người đồng hương ông 30 cũng có cùng tâm trạng như thế nha. Tại buổi họp báo VBA 2018, Sài Gòn Heat đã làm mọi người bất ngờ khi trong danh sách cầu thủ của mình không có tên Việt Arnold. Điều này đã làm dậy sóng những người hâm mộ của đội chủ sân CIS. Nhiều nghi vấn đặt ra xung quanh vấn đề này, nhưng câu trả lời chính xác vẫn còn là một ẩn số. Xem ra đội bóng ông 30 đang muốn tạo điều kiện để phát triển các cầu thủ trẻ nhiều hơn. Dĩ nhiên tại VBA 2018, các chú hổ con của nhà Heat sẽ có cơ hội để học hỏi và thể hiện mình. Còn ở phía Bắc, các chú trâu thủ đô đang vui mừng khi đội bóng đã giải cứu thành công cho Tùng Chica. Dĩ nhiên cái giá phải trả cho Hồ Chí Minh City Wings là lượt pick thứ hai của đội tại VBA Draft 2019. Nói gì thì nói, Mr. Bieber cảm thấy rằng đây là một hành động tuyệt vời của Hà Nội Buffaloes khi đã không bỏ rơi người anh em của mình. Để ăn mừng cho hành động này, Sửu Ca cũng đã cùng đàn em của mình thực hiện một món quà đặc biệt dành tặng cho fan của đội bóng thủ đô trước thềm VBA. Yeah! Let's go, Hà Nội! Let's go! Một lần nữa! Ngoài ra, trên fanpage của VBA cũng đã xuất hiện một video giới thiệu cho giải đấu năm nay với một phong cách hoàn toàn mới. Xem ra VBA 2018 hứa hẹn sẽ là một mùa giải tuyệt vời và cam go đây. Và nếu bạn là một fan cứng của VBA, liệu bạn có để ý thấy có điều gì kỳ lạ tại buổi họp báo vừa rồi không? Yeah, không quá khó đoán phải không nào? Các đội bóng của chúng ta đã ra mắt luôn trang phục thi đấu mới của mình. Nổi bật nhất đó chính là anh hai đại bàng khi bạo tay thay đổi luôn màu chủ đạo của đội bóng. Không biết các fan cảm thấy như thế nào, chứ riêng Mr. Bieber cảm thấy các cầu thủ của chúng ta cứ như là siêu nhân đó nha. Và năm nay VBA 2018 hân hạnh chào đón nhà tài trợ mới, đó chính là Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng khi những thành công của hai mùa giải vừa rồi đã đủ hấp dẫn và tạo sức hút với các nhà tài trợ lớn. Việc được tài trợ dài hạn bởi một đối tác mạnh như MB sẽ là một bước tiến mạnh đối với VBA cũng như phong trào bóng rổ trên cả nước. Giờ đây mọi người chỉ còn ngồi lót dép mà hóng đếm ngược từng ngày tới giải đấu mà thôi. Hãy cùng Mr. Bieber lướt xem các cầu thủ của chúng ta đang làm gì nào. Let's go! Tavarian, Nis và Mr. Wiggle bị bắt gặp đang hẹn hò với nhau. Lại xuất hiện thêm một cặp đôi mới ở CIS sau Stephen và Horace nữa sao? Đội bóng hàng xóm của anh hai đại bàng cũng không chịu kém cạnh khi công bố hình ảnh của Henry Nguyễn và Quinton Dodgett nhìn nhau chiều mến trên sân tập và cả khi quay hình. Liệu chuyện tình David và Goliath sẽ trở thành tâm điểm của VBA 2018? Oh no! Soái ca mới của Đà Nẵng Dragons là Jack Ormond thì bị quay lén và hé lộ những hình ảnh nhạy cảm. Xem ra ngoài tài năng bóng rổ thì kỹ năng chọc cười của Jack cũng khá ổn đấy. Dám lắm khi một ngày đẹp trời nào đó, Jack sẽ tiến trang phục của Long Ca và đi quậy khắp sân thì sao nhỉ? Sau đó, các cầu thủ của Đà Nẵng Dragons cũng đã có một buổi tập luyện trên biển. Hãy xem các chú rồng sông Hàn thể hiện ra sao nào. Ai chà, tin chấn động đây. Stephen sau khi về với Hà Nội Buffalo thì Horace đã cặp kè với ngoại binh mới của Đà Nẵng Dragons rồi. Chẳng lẽ tin đồn Horace và Stephen hết duyên là thật khi Mr. Bieber nhìn thấy những hình ảnh tình như cái bình của Horace và Zach như thế này đây? Oh my god. Xem ra VBA năm nay có vẻ xuất hiện nhiều cặp đôi nóng bỏng quá ta. Ngoài những thông tin trên thì mới đây, các đội bóng của chúng ta đã có buổi chụp hình quảng cáo cho VBA 2018. Dĩ nhiên
một số hình ảnh hậu trường lầy lội không thể thoát được ống kính của Mr. Bieber này đâu. Ha ha ha. Sau khi giải trí với những hình ảnh vui nhộn trên thì các fan của trái bóng cam cũng đừng quên đến sân cổ vũ cho các đội bóng yêu thích của mình tại trận đấu preseason nha. Trận đấu đầu tiên mở màn sẽ là chuyến làm khách của Sài Gòn Heat đến sân nhà Cần Thơ Catfish vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Sau đó sẽ là cuộc đối đầu ở phía Bắc, Thăng Long Warriors và Hà Nội Buffalo sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6. Trận đấu cuối cùng cuối tuần sẽ là trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings by Jetstar và Cần Thơ Catfish vào ngày 3 tháng 6. Hãy cùng đón xem nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.